Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Diclofenac. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về diclofenac cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây hoạt chất diclofenac tác dụng diclofenac được chỉ định để làm giảm triệu chứng viêm xương khớp thoái hóa khớp viêm khớp dạng thấp hoặc viêm cột sống dính khớp như đau xương cứng khớp cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng Người lớn uống một viên một lần, một đến hai lần mỗi ngày theo quy định nhưng không quá 150 mg trong vòng 24 giờ. Chống chỉ định. Quá mẫn cảm với diclofenac, aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khác, hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng aspirin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. Nếu trước đó đã có hoặc đang gặp tình trạng loét dạ dày hoặc ruột, chảy máu hoặc thủng dạ dày Tiền sử bệnh nhân rối loạn tiêu hóa mà dẫn đến các rối loạn chảy máu như viêm loét đại tràng, bệnh Crohn, bệnh ung thư đường tiêu hóa hoặc viêm ruột thừa. Nếu bạn đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin để ngăn ngừa cục máu đông. Nếu có suy tim nặng, sơ gan, suy gan nặng. Nếu đang ở trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Lưu ý chung. Để đạt được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng sản phẩm, bạn cần dùng đúng liều theo chỉ định của nhân viên y tế hoặc theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, không được tự ý tăng liều hoặc giảm liều. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm cho người lái xe và vận hành máy móc. Nhà sản xuất. Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Diclofenac, đồng thời biết cách sử dụng Diclofenac sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham